Thứ bảy lại mưa rơi nữa rồi quý vị ơi. Tháng bảy gì mà cứ mưa rồi lạnh, không thấy ấm áp được nhiều. Ở ngoài thì mưa, thôi mình trong đây mình nấu ăn nha. Mình bắt cái chảo lên, cái chảo nó nóng rồi, Thảo cho dầu ô liu vào nha. Ở đây là bò viên người ta làm sẵn trong chợ quý vị. Thảo sẽ cho bò viên vào chiên nha. Bò viên tây này người ta làm cái gu hơi lạc, mình phải nêm nếm sau khi mình nấu á. Thảo sẽ chiên cho vàng đều như vậy nè quý vị. Bò viên này ăn vào rất là béo. Bây giờ Thảo cho cái sốt tomat vào ha. Sốt cà này là 100% là cà không. Thảo nêm vào là gần một muỗng canh đường nè, nửa muỗng bột nêm và chút xíu tiêu. Giờ mình trộn đều lên cho gia vị thấm vào trong sốt. Đồ Tây á, Thảo thường sử dụng là dầu ô liu. Mình ăn dầu ô liu á, nó không có tích mỡ, nó tan mỡ. Và thịt bò mình đã chiên chín rồi. Và thịt bò sau khi nó sôi lên như vậy là nó chín hoàn toàn rồi đó. Món Tây mình chuẩn bị khoảng tầm 10 phút là có ăn. Làm đồ ăn xong thì cũng tới giờ trưa, cho bé ở trưa ăn luôn rồi. Món ăn này ảnh khoái lắm. Mê. Trái này Thảo đi hái cũng gần cả tháng rồi nè quý vị. Thảo giữ trong tủ lạnh á, đến giờ luôn. Có dập mấy trái thôi, hai ba trái à, chứ nó còn nguyên vậy hết luôn á. Bé Lạc Chưa mời ông bà cô chú ăn buổi trưa cùng với bé Lạc Chưa nha. Sau khi ăn uống xong rồi, cái bé Lạc Chưa giờ coi phim hoạt hình. Và video của mẹ con Thảo cũng đến đây xin tạm dừng. Chúc quý vị thứ bảy thật là ăn vui hạnh phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị với những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.